Áp lực gần như này. Bây giờ mình bỏ vô hả nha. Cá rất là nhiều. Bây giờ mình phải giờ địa điểm. Nè, nè Lục, nè. Rồi, xuống đây. Rồi nè cả nhà. Nhà thấy không? Cá rất là nhiều nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì xin muốn mời cả nhà cùng trải nghiệm với Sinh với lại mấy đứa em của mình, xem thử coi hôm nay mình sẽ trải nghiệm câu cá như thế nào đó. Thì mình biết có rất nhiều anh chị em rất là thích đam mê câu cá đó, thì ở biển của mình rất có nhiều cá đó. Thì mình sẽ mời cả nhà cùng trải nghiệm đi với mình nha. Cả nhà, bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ là bắt đầu chúng ta sẽ đi trải nghiệm câu cá ở đảo của mình như thế nào cả nhà. Đó, bây giờ chúng ta đi thôi cả nhà ơi. Chào cả nhà nha, bây giờ mình vừa mới đi bắt một ít bọ về xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ cùng với cả nhà đi kiếm một ít cá nha. Vì đây là chắc đây là câu im. Vì đây là câu rất là ok cả nhà. Vì đây chắc câu cỡ chục ký quá. Xuống. Ghê. Lại. Cá thì nó ăn cái màu này rất là nhiều cả nhà. Bây giờ mình sẽ xuống một cái sàn để mà mình kiếm câu cá nha. Giờ hôm nay mình sẽ mời cả nhà đi trải nghiệm với mình vị trí câu cá này. Đây là những con bò mà mình vừa mới đi bắt về cả nhà, thấy không? Vừa mới ra ghe cả nhà, mình chắc đi bốc tổn với mấy ông cậu muốn chơi với ông Dượng mình đó. Giờ mình sẽ bắt đầu đi bốc tổn ngay, giờ bắt ghe cho chồng ông Dượng mình. Sao phải đó giờ chưa được quay gì mà thôi đó. Đúng rồi cả nhà, đúng rồi đi vô.
ghe của ông Dương mình sẽ đi bốc tổ cả nhà, sẽ đi bốc gạo, bốc nước đá để mà ướp cá để chuẩn bị ra khơi ra lại cả nhà. Có gì cần nói con nghe cậu, có gì cần nói con nghe, cứ giúp cho đi, cái gì phụ á con phụ cho. Cả nhà bây giờ mấy đêm mình đang lấy câu ra để chuẩn bị câu cá ở đây nè cả nhà. Đó, ông Dượng mình ông đang chạy sát vô để bắt đầu lấy dầu, chắc tầm cỡ hơn 30 phút không? Tầm cỡ hơn 3 phút. 10 phút anh. Vậy đi bơm dầu. Sẽ câu nha. Đang bơm dầu nữa cả nhà, ghe mình đang bơm dầu để chuẩn bị ra khơi. Là bến Thượng Hải. Nước ở đây không có cá nhiều cả nhà. Chung là bữa trước mình câu rất là nhiều. Ai đã từng theo dõi cái video của mình đó, cái kênh của mình sẽ biết. Ở đây thì mình thả xuống không được bao nhiêu cá, chứ nhà cá này nó ăn yếu lắm. Chung đây không phải là cái chỗ, không phải chỗ chú ăn có nó nhiều quá. Chắc nữa là chắc mấy anh em mình sẽ đợi ông Dượng của mình đi bốc dầu nước xong rồi anh em mình sẽ ghé qua cái chỗ cũ để mà câu, giống như bữa trước mấy anh em mình câu cho cả nhà xem vậy đó. Chứ này chỗ này không có cá nhiều như cả nhà. Đi bốc dầu tiếp, bốc dầu bốc nước với ông Dượng cậu mình, mấy ông Dượng với ông cậu mình đang bắt ở ngoài. Tại vì vô tình mình đi rồi sẵn ông cậu cũng dùng mình đi luôn. Đó là chiếc ghe, chiếc tàu vừa chơi nha. Tại vì đảo này cũng là phát triển dữ lắm. Đảo mình là đảo Nam Du nha cả nhà. Mình quay bây giờ mình cũng ít giới thiệu về đảo mình. Sẵn hôm nay thì mình cũng có cho cả nhà biết luôn, đây là đảo Nam Du của mình. Hòn này thì chắc nhiều bạn đi du lịch chắc sẽ biết. Chỗ này thì nước ít, chỗ này nước thì cá không bao nhiêu, cái nhà hơi ít quá. Nhà ông cậu mình đang bốc dầu ấy, đang bơm dầu vô.
cá nó không được nhiều. Nên mình sẽ để mồi này qua mình kia câu. Câu bữa trước mà anh em mình hay câu đó cả nhà. Ở đây cá rất là nhiều nha cả nhà. Dính này dính cái gì đó. Em mình dính cá kìa. Dính cái dính dính dính. Đó. Đó. Dính cá đâu. Đó, dính cái đi đó. Ở đây cá rất là nhiều cả nhà. Để bây giờ để cho cả nhà thưởng thức những cái câu của anh em mình nha. Đó cả nhà thấy không? Hôm nay nước rất là trong nha. Hôm nay nước rất là trong cả nhà. Cái chuồng mồi đó nghe lụm lụm mới câu vậy xong rồi cá nó ăn được trời. Đây nước rất là trong cả nhà, thấy hết trơn luôn không đó. Cả nhà thấy đàn cá tới không? Nó quá trời luôn. Ủa, có cá chỉ nữa cả nhà, thấy cá chỉ không? Có cá chỉ nè, cá rô nè, nhóc luôn cả nhà, nó nhiều lắm cả nhà. Nói chung là trâu một hồi nữa là cá nó sẽ tới ăn đó. Cả nhà thấy cá nó lạng lạng chứ không đó. Đó là cái đó là dím biển cả nhà, dím biển. Đây. Mày câu gì nó không ăn được đâu lụm ơi, mày thả mồi xuống đi. Em thả thằng thả chì xuống đi, sao thả đá xuống đi em. Em giờ thả nó dính. Trồng căng căng lên đó tại. Nó ăn tạp lắm ở đây, nó cá ăn tạp lắm. Ở đây cá rất là nhiều nha mọi người. Cá ăn rất là dữ nha, rất là sung. Cái chỉ kìa, cái chỉ kìa. Tại vì mình hay đi chơi lặn cả nhà nên mình thấy chỗ này cá rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ câu cho cả nhà cùng xem nha. Ủa có cái gì dưới đó kìa tay. Tại có cái gì? Cái gì mà cái đuôi mà chấm chấm xanh đó phải không? Cái gì à? Cái gì á? Đâu? Có cái gì dưới đó. Con có hết mọi vô tại để con lại ghi hết nữa. Đó, cả nhà thấy không? Cá rất là nhiều nha. Cá rất là nhiều nha mọi người. Ở cái dao luôn xin. Có đem lên không? Cái dao có để dưới đúng không? Có kìa. Này rất là trong nha mọi người. Cá cũng rất là nhiều. Thank you.
con này tài lượm ơi, cho miếng nước cái lượm, cho chai nước uống. Cái gì? Cái này. 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 C
quá trời. Cả nhà ơi, Sinh vừa mới câu rất là nhiều cá nha cả nhà. Cá chắc cũng tầm cỡ 3 đến 4 kg vậy đó, rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ qua bên kia câu thêm một chút nữa rồi mình về luôn ha. Cá quá trời. Bây giờ mình phải về địa điểm. Nè, nè lụm nè. Ê, kéo nó lại là cái anh bị lộn kìa. Đây đây. Còn mồi nhiều đó mọi người ơi. Yeah. Mình sẽ qua bên kia. Cá rất là nhiều nha mọi người. Cá rất là nhiều nha. Như đây chắc cũng tầm cỡ vì mình đoán cũng gần 4 kg nha. Này tầm cỡ 4 kg á. Như con mồi này bây giờ mình sẽ qua bên cái sàn này nè. Cá này cả nhà.
rồi rồi. Ôi, mấy em cóc lém. Mấy cửa. Ồ, những cá lạ cái này các nhà ơi. Câu rất là nhiều quá nha. Bây giờ mình sẽ đi vô. Nhiều lắm quá nha. Thôi mình bây vô quá nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Bye bye, xin chào. Quá trời mệt rồi. Quá cay, cá nhiều lắm quá nha. Xuống đây. Rồi nè cả nhà. Nhìn thấy không? Cá rất là nhiều nha.